Israel tuyên bố tấn công giới hạn, Iran kích hoạt hệ thống phòng không. Nga hạ khinh khí cầu xâm nhập không phận Ukraine, tập kích căn cứ không quân. Nghi vấn Nga nâng cấp hạ tầng khi hạm đội Biển Đen liên tiếp bị tấn công. Video xe chiến đấu bộ binh của Ukraine tấn công cứ điểm Avdiivka. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố Isfahan, miền trung nước này. Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, nước này đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố sau khi truyền thông nhà nước cho biết đã nghe thấy các vụ nổ gần thành phố Isfahan ở miền trung. Cũng theo IRNA, các chuyến bay qua các thành phố Isfahan, Shiraz và Tehran đã bị đình chỉ. Truyền thông quốc gia Iran cho biết, tại sân bay quốc tế Imam Khomeini của Tehran, tất cả các hành khách được khuyến cáo rời sân bay vì mọi chuyến bay tại đây đã bị hủy. Hãng tin IRNA cho biết thêm, Israel cũng tấn công các mục tiêu ở Syria và Iraq, gồm các sân bay quân sự và một điểm radar. Hãng tin CBS và ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, tên lửa Israel đã nhắm vào một địa điểm ở Iran. Cũng theo các quan chức này, Israel đã thông báo với Mỹ về việc không nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran và cuộc tấn công trên có quy mô giới hạn. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, nhiều quan chức an ninh cao cấp của Israel đang tập trung tại trụ sở ở Tel Aviv. Bình luận trên mạng xã hội X, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho hay, Israel có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong Iran mà không cần triển khai máy bay bay qua không phận Iraq và Syria để tiến vào Iran. Bài viết của ông Rubio được đăng ngay sau khi có tin Israel tấn công Iran. Theo nghị sĩ Mỹ này, máy bay của Israel có thể tránh bị bắn hạ bên trong không phận Iran bằng cách nã tên lửa từ bên ngoài biên giới Iran. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Rubio được báo trước về cuộc tấn công mới nhất của Israel. Cuộc tấn công xảy ra 5 ngày sau khi Iran điều hàng trăm thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa tấn công trả đũa vụ không kích tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria hồi đầu tháng này, mà Tehran cáo buộc là do Israel thực hiện. Hầu hết, UAV và tên lửa sau đó đã bị bắn hạ trước khi vào lãnh thổ Israel. Iran nêu rõ cuộc tấn công của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, viện dẫn điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định không có ý định tiếp tục hoạt động này và không tìm cách gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Cộng đồng quốc tế hiện đang liên tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Hãng tin RT mới đây đã đăng tải một video ghi lại cuộc tập kích của quân đội Nga nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Dnipropetrovsk đã khiến phía Ukraine tổn thất khí tải nghiêm trọng. Theo video được RT trích dẫn cho thấy, một số tiêm kích MiG-29 cùng nhiều máy bay vận tải nằm trên đường băng của căn cứ không quân Ukraine đã bị trúng đạn chùm chứa bên trong tên lửa đạn đạo Iskander-M. Các nhà chứa máy bay và kho đạn nằm gần đó cũng bị bắn trúng. Ở một đoạn video khác, có thể thấy hệ thống phòng không S-300 triển khai gần căn cứ trên cũng bị tập kích. Toàn bộ diễn biến của cuộc tấn công đều được ghi lại bởi các máy bay không người lái. Được biết, căn cứ không quân Ukraine vừa bị tấn công nằm ở phía nam thành phố Dnipro cách khu vực tiền tuyến khoảng 100 km. Trang aviapro.net dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không được triển khai ở tỉnh biên giới Bryansk đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Ukraine bằng khinh khí cầu mang theo thuốc nổ. Một đoạn trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết, nhờ tính hiệu quả của các hệ thống phòng không nên chúng tôi đã ngăn chặn được thương vong và sự hư hại có thể xảy ra. Có tổng cộng 3 khinh khí cầu chứa thuốc nổ bị bắn hạ. Những khinh khí cầu trên được cải tiến để di chuyển tới những địa điểm chỉ định sẵn, sau đó thả thuốc nổ. Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về nội dung bản thông cáo của phía Nga. Ngày 18 tháng 4, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga nhiều khả năng đã đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng như hậu cần, bảo trì và hỗ trợ các hệ thống vũ khí tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen. Động thái này nhằm hỗ trợ cho việc đóng quân vô thời hạn của các tàu hạm đội Biển Đen của Nga. Tình báo Quốc phòng Anh cũng phân tích các hoạt động mới nhất của hạm đội Biển Đen Nga hiện chủ yếu neo đậu tại thành phố cảng Novorossiysk. Tình báo Anh lưu ý rằng một tàu khu trục tên lửa lớp Grigorovich đã tiến hành hoạt động xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, trong báo cáo ngày 18 tháng 4, tình báo Anh cũng cho biết thêm rằng Nga đã di rời phần lớn các tàu mặt nước và tàu ngầm của hạm đội Biển Đen từ thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea đến Novorossiysk nằm xa hơn về phía đông. Tình báo Quốc phòng Anh nhấn mạnh, kể từ khi chỉ huy hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm vào tháng 3 năm 2024,
hạm đội này đã giảm các hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Tình báo Anh cho biết, hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục neo đậu ở Novorossiysk vì đây là cách tốt nhất để tránh các cuộc tấn công của Ukraine từ trên biển. Hồi tháng 3 vừa qua, truyền thông Nga dẫn nguồn tin cho biết, Tư lệnh Hải quân Nga từ tháng 5 năm 2019, Đô đốc Nikolai Zepmenov đã bị cách chức. Tháng 2 năm nay, các blogger quân sự Nga tiết lộ Moscow đã sa thải chỉ huy hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov. Lực lượng Hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine. Lực lượng này được cho là đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội Biển Đen tại vùng đồi ly khai của Georgia, cách Ukraine hơn 600 km. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine Statcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sáp nhập vào Nga năm 2014. Hôm ngày 14 tháng 4, Defense Express cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng xe chiến đấu bộ binh IFV Bradley để tập kích các cứ điểm và công trình phòng thủ của Nga ở gần Avdiivka. Đợt tập kích do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đại diện Lữ đoàn số 47 cho biết, chiếc Bradley đã thể hiện năng lực tác chiến tuyệt vời. Không chỉ là phương tiện chuyên chở binh lính trên tiền tuyến, IFV này còn có hỏa lực mạnh mẽ để hỗ trợ bộ binh. Trong đoạn video, xe chiến đấu Bradley của Ukraine đã di chuyển trên một con đường mòn, sau đó liên tục nã đạn vào các cứ điểm phòng thủ của Nga. Toàn bộ vị trí này sau đó đều phát nổ, cho thấy đợt tập kích đã thành công. Truyền thông Ukraine cho biết, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Mỹ đã gửi hơn 180 xe chiến đấu bộ binh Bradley tới Ukraine. Dù không phải là xe bọc thép có sở hữu hỏa lực lớn, nhưng Bradley có tính cơ động cao và khả năng bảo vệ binh lính bên trong rất tốt. M2 Bradley là xe chiến đấu bộ binh IFV do công ty BAE Systemland and Armaments chế tạo và được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1981. Xe được thiết kế để chở theo 9 lính, trong đó có 3 người phụ trách điều khiển xe. IFV này nặng 22,6 tấn, dài 6,44 m, rộng 3,2 m và cao 2,57 m. Xe được trang bị một động cơ Cummins VTA-903T500 có công suất 500 mã lực, nên M2 Bradley có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 480 km. Vũ khí chính của Bradley là pháo M242 nòng trơn 25mm cùng tổ hợp tên lửa chống tăng TOVK-BGM-71. Ngày 18 tháng 4, truyền thông đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về dự thảo do Algeria đệ trình, nhằm kêu gọi công nhận Palestine là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo, Anh và Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng và Mỹ phủ quyết. Như vậy, dự thảo không được thông qua và Palestine không thể nâng tư cách quan sát viên lên thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood phát biểu, Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước. Ông cũng nói thêm rằng, Washington vẫn giữ quan điểm Liên Hợp Quốc không phải nơi công nhận nhà nước Palestine. Việc công nhận phải là kết quả từ một thỏa thuận hòa bình với Israel. Ngay sau đó, phía Palestine đã lên tiếng chỉ trích Mỹ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi động thái của Washington là bất công và không chính đáng. Ngoài ra, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục nỗ lực gia nhập cơ quan này. Đại sứ Mansour nói, việc nghị quyết không được thông qua sẽ không làm suy giảm quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực của mình. Phía Nga cũng bày tỏ sự không hài lòng với Mỹ. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh rằng, đa số các thành viên đều ủng hộ Palestine và lá phiếu phủ quyết thể hiện sự lạc lõng của Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phu Công gọi đây là một ngày buồn và Mỹ bỏ phiếu phủ quyết là đáng thất vọng nhất. Ở chiều ngược lại,
Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc không phải là nơi công nhận thể chế nhà nước Palestine. Ông Wood nói, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước cho Palestine, nhưng nó phải tới từ một thỏa thuận hòa bình với Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz hoan nghênh động thái của Mỹ. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan còn chỉ trích 12 thành viên ủng hộ dự thảo nghị quyết. Ông Abbas từng nộp đơn xin cấp tư cách nhà nước thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 2011. Hội đồng Bảo an không phê duyệt điều này, nhưng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một năm sau đó đã cấp quy chế quan sát viên cho Palestine. Để được công nhận là thành viên đầy đủ, Palestine trước hết phải vượt qua cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, trong đó Mỹ, đồng minh của Israel và 4 nước ủy viên thường trực khác là Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc đều có quyền phủ quyết. Một dự thảo nghị quyết muốn được thông qua, cần nhận ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị bất cứ thành viên thường trực nào phủ quyết. Nếu vượt qua cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 thành viên trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.